quê hương tôi đùi đôi vẫn bao đời hiên ngang đứng đó với sóng gió biển khơi. Dòng đã đổ em trôi thân thương bao kỷ niệm mang theo tuổi thơ tôi trong tiếng ru à ơi. Từ Kim Sơn Tân Phong từ mùa thu đứng dậy truyền thống xưa con đây dục bước ta đi lên với sông núi ngàn năm xây quê hương rạng rỡ kiến thủy văn phương nhớ về người ra đi bên nhau ta bước tiếp trong câu ca tự hào vượt qua muôn gian lao bằng tình yêu bất tận truyền thống xưa con đây người sáng thương trong tiên với sông núi ngàn năm kiến thủy kính thưa các đồng chí đại biểu, tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Chí, tấm gương sáng điển hình thương binh tàn binh không phế, người chiến sĩ vùng cổ Quảng Trị bị cụt một cánh tay rời khỏi quân ngũ về với đời thường, luôn giữ vững phẩm chất và phát huy tốt truyền thống bộ đội cụ Hồ, rèn luyện học tập công tác tốt, nguyên là hiệu trưởng trường trung học cơ sở xã Đại Hàn, huyện Kiến Thụy, lên phát biểu tâm tư tình cảm của người lính về với đời thường. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thủ trưởng, các đồng chí nguyên là cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc sư đoàn 308 quân tiền phong, trước hết cho phép tôi được gửi tới các vị đại biểu đại diện lãnh đạo địa phương, các thủ trưởng sư đoàn 308, trung đoàn 88, các đồng chí nguyên là cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc sư đoàn quân tiên phong thành phố Hải Phòng và viện Kiến Thụy cùng gia đình lời chúc sức khỏe an bình thịnh vượng. Kính thưa toàn thể hội nghị, tôi là Nguyễn Minh Chí, vốn là chiến sĩ an 7 B3 C3 D54 sư đoàn 304B. Tôi đã gia nhập sư đoàn quân tiên phong giữa mùa hè đỏ lửa tại C2 D4 E88 F308 trực tiếp cùng đơn vị đánh địch phản kích bảo vệ thành cổ tại mặt trận Tây Nam Quảng Trị. Hôm nay cùng với đồng đội nhiều thế hệ về dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập sư đoàn 28 tháng 8 năm 1949, 28 tháng 8 năm 2024, tôi vô cùng xúc động và rất đỗi tự hào. Tôi xúc động vì qua nhiều năm tháng, qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống đời thường, tôi lại có dịp gặp gỡ những đồng đội năm xưa, những người đã tôi đã được cùng chung chiến hào, cùng tắm bom bội đạn vào mùa hè 1972. Tôi xúc động vì bao kỷ niệm xưa giữa khói lửa trời ùa về trong cuộc sống thanh bình hôm nay, nhưng người họ gửi đã mãi mãi đi xa. Trong lễ kỷ niệm trang trọng hôm nay, ôn lại những chặng đường xây dựng và trưởng thành, những chặng đường vinh quang và vẻ vang của đơn vị, chúng ta, những cựu chiến binh, những cựu quân nhân có mặt tại buổi gặp mặt truyền thống này, vô cùng tự hào vì mình từng đã là cán bộ chiến sĩ của đại đoàn quân tiên phong năm xưa, nay là sư đoàn 308. Chúng ta tự hào vì những cái tên đã đi vào lịch sử tới hơn nửa thế kỷ, nhưng vẫn rất đỗi thân thương, rất đỗi hào hùng, gắn liền với những chiến công hiển hách của sư đoàn trong các cuộc trường chinh cứu nước. Độc lập Bản Kéo thăm một Mường Thanh trên chiến trường Điện Biên Phủ trong kháng chiến chống Pháp,
những cái tên đường chín, khe xanh, đường chín năm nào, Đông Hà, Quảng Trị, vân vân, thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Thế hệ chúng tôi, thế hệ tiếp bước cha anh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, tự hào được tôi luyện cùng đơn vị trên chiến trường Quảng Trị trong thời hoa lửa, nơi trong 81 ngày đêm, bom đạn kẻ thù dội xuống bằng công phá gấp 7 lần của bom nguyên tử mà người Mỹ đã từng ném xuống Hiroshima, Nhật Bản, làm hàng triệu người chết trong chiến tranh thế giới thứ hai. Và chỉ trong 81 ngày đêm, cùng các đơn vị bạn, mỗi cán bộ chiến sĩ sư đoàn 308 đã phải hứng chịu cả tấn bom đạn, giữ vững mặt trận được giao trong giai đoạn 2 trong hè thu 1972. Không tự hào sao được khi chúng ta may mắn từng có mặt trong đội ngũ của một đơn vị anh hùng, đơn vị anh cả của quân đội của nhân dân Việt Nam. Không tự hào sao được khi chúng ta may mắn có mặt trong đội ngũ của một đơn vị có trọng trách vô cùng lớn lao trong sự nghiệp bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tự hào về đơn vị cơ bắc giải Nam như sư đoàn ta, nhà thơ chiến sĩ Lê Bát Dương đã từng viết: một khẩu súng giữa hai trời Nam Bắc, một dấu chân in màu đất hai miền. Danh hiệu quân tiên phong mãi mãi sẽ là niềm tự hào, là tình cảm sâu nặng gắn bó các thế hệ nguyên là cán bộ chiến sĩ của sư đoàn của chúng ta. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể hội nghị, đất nước hòa bình, nó sông liền một dải, chúng ta trở về cuộc sống đời thường với bộn bề gian khổ. Từ trong sâu thẳm lòng mình, các cựu chiến binh, cựu quân nhân sư đoàn 308, chúng ta nguyện tích cực, nỗ lực, không ngừng vươn lên, tiếp tục phát huy truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, phát huy truyền thống của sư đoàn chủ đầu tiên, niềm kiêu hãnh của nhân dân và của đất nước. Tiên phong, anh dũng, quyết chiến, quyết thắng trên các lĩnh vực mà mình đảm trách, góp phần xứng đáng cùng toàn đảng, toàn dân trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng huyện Ký Thụy, xây dựng thành phố quê hương, thành phố hoa phượng đỏ ngày thêm giàu đẹp. Cuối cùng một lần nữa, xin kính chúc sức khỏe các vị đại biểu, kính chúc sức khỏe các thủ trưởng, chúc sức khỏe các đồng chí nguyên là cán bộ chiến sĩ, các đơn vị của sư đoàn 308, sư đoàn quân tiên phong. Chúc quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và sư đoàn 308 nói riêng luôn tiến nhanh, tiến mạnh, tiến thần tốc lên chính quy hiện đại, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc cuộc sống hòa bình trên quê hương đất nước. Chúc hội nghị chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.